Ngày 11 tháng 10, trên vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Indonesia tổ chức luyện tập chung tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Tham gia luyện tập chung trên biển có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ của hai tàu 8001 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu 323 của cảnh sát biển Indonesia. Tình huống giả định được đưa ra là trong khi tuần tra thực hiện nhiệm vụ trên biển, Hai tàu cảnh sát biển nói trên nhận tín hiệu cấp cứu của một tàu đang bị cháy. Ngay lập tức, tàu 8001 và tàu 323 nhanh chóng xác định tọa độ, liên lạc với nhau qua hệ thống tần số chung, đồng thời khẩn trương tăng tốc đến hiện trường tiếp cận tàu bị nạn. Sau đó hai tàu cùng hiệp đồng phun vòi rồng dập lửa. Sau khi nhiệm vụ dập tắt đám cháy vừa kết thúc, hai tàu phát hiện có người gặp nạn rơi xuống biển. Các xuồng cao tốc từ trên hai tàu được hạ xuống để đến cứu vớt người bị nạn, sau đó cùng nhau đưa lên tàu để sơ cứu cho người rơi xuống nước. Thủ trưởng vùng Cảnh sát Biển 3 cho biết, đây là hoạt động thiết thực để lực lượng Cảnh sát Biển hai nước giao lưu, học hỏi lẫn nhau về khả năng xử lý các tình huống trong tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ trên biển. Buổi luyện tập chung cũng giúp cho sĩ quan, chiến sĩ của hai tàu có thêm những kinh nghiệm trong bảo đảm an ninh, an toàn, ứng phó với các sự cố trên biển. Đồng thời giúp cho những người tham gia được rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ. Việc tàu cảnh sát biển Indonesia thăm xã giao và có những hoạt động chung với cảnh sát biển Việt Nam góp phần hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước được ký vào năm 2021.